Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của xship.vn. Video này mời các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về một hương liệu được sử dụng trong ngành nước hoa. Hoa nhài là một trong những loại hoa được sử dụng rộng rãi nhất trong ngành nước hoa. Sự mềm mại, thanh lịch và mùi hương quyến rũ của nó khiến nó trở thành một thành phần được lựa chọn bởi nhiều nhà điều chế nước hoa. Tính chất kỳ diệu của nó gợi lên những cảm xúc về tình yêu, sự lãng mạn và những niềm đam mê. Hoa nhài có tên tiếng Anh gọi là jasmine, xuất phát từ tiếng Ba Tư jasmine, có nghĩa là món quà từ Chúa. Tên này gắn liền với lịch sử của loài hoa nhài này, vốn được coi là lễ vật thiêng liêng trong nhiều nền văn hóa cổ đại. Hoa nhài còn được gọi là vua của các loài hoa vì sự thanh lịch, về vẻ đẹp của nó và hương thơm quyến rũ của nó. Về nguồn gốc, hoa nhài có nguồn gốc từ châu Á và lần đầu tiên được trồng ở Ba Tư khoảng 2.000 năm trước. Hoa nhài được đánh giá cao ở Ấn Độ và Trung Quốc, nên nó được sử dụng để làm nước hoa, thuốc và vật trang trí. Vào thời Trung Cổ, hoa nhài đến với châu Âu thông qua các tuyến đường thương mại, nên nó được đưa vào các khu vườn và công viên hoàng gia. Vào thế kỷ thứ 17, nó được giới thiệu đến Pháp, nên nó nhanh chóng trở nên phổ biến như một loài hoa thơm cho nước hoa. Hoa nhài là một loại cây leo có đạt chiều cao lên đến 6 mét. Nó có lá màu xanh đậm và những bông hoa nhỏ màu trắng hoặc màu vàng với những hương thơm ngọt ngào, nồng nàn. Hoa nhài thường được sử dụng để làm trà và tinh dầu nguyên chất. Ở Pháp, thị trấn Reims trong vùng Rhône-Alpes-Côte d'Azur nổi tiếng với việc sản xuất nước hoa nhài. Nói chung, các vùng trồng hoa nhài cần có khí hậu ấm áp, ẩm ướt để hỗ trợ cho sự phát triển của loài hoa tinh tế này. Để phát triển mạnh mẽ, hoa nhài cần đất giàu chất dinh dưỡng và khả năng thoát nước tốt. Cây hoa nhài cần được tưới nước thường xuyên để có thể ngăn đất bị khô hoặc được tưới cành để khuyến khích phân nhánh. Hoa nhài thường được hái bằng tay vào sáng sớm khi chúng thơm nhất. Những bông hoa tuyệt đẹp sau đó được chế biến thành tinh dầu hoặc nước hoa. Những bông hoa nhài nhỏ thường được hái bằng tay trước bình minh và được chế biến nhanh chóng vì chúng rất dễ hỏng và nhanh chóng bị héo. Việc thu hoạch thường được diễn ra từ tháng 6 đến tháng 12 như những cây có độ tuổi từ 3 đến 10 năm. Mặc dù trước đây, việc chiết xuất chủ yếu thường được thực hiện bằng phương pháp Enfluoray, nhưng ngày nay kỹ thuật chính là chiết xuất bằng dung môi dễ bay hơi, đặc biệt là hexane hoặc petroleum ether. Có một số loài hoa nhài được sử dụng trong ngành nước hoa, mỗi loài đều có đặc điểm khứu giác riêng biệt. Sau đây là một số loài được sử dụng phổ biến nhất. Đầu tiên là Jasminum retiflorum, còn được gọi là hoa nhài Tây Ban Nha hoặc hoa nhài hoàng gia. Nó được đánh giá cao về hương hoa mềm mại, êm dịu và gợi cảm. Tiếp đến là Jasminum sambac, hay còn được gọi là hoa nhài Ả Rập hoặc hoa nhài đêm, nổi tiếng với hương thơm kỳ lạ, phấn khích. Nó thường được sử dụng trong nước hoa phương Đông. Sau đó là Jasminum oxnell, thường được gọi là hoa nhài thông thường như chúng ta đã biết. Nó có hương thơm ngọt ngào, hương hoa và hơi cay. Nó đã được sử dụng từ lâu trong nước hoa truyền thống. Tiếp đến là Jasminum auriculatum, có nguồn gốc từ Ấn Độ. Hoa nhài này có hương thơm ngọt ngào, nồng nàn và cay. Nó thường được sử dụng để thêm sắc thái ấm áp, một chút phương Đông và các thành phần nước hoa. Cuối cùng là Jasminum fluminense, được biết đến với tên gọi là hoa nhài Brazil. Giống hoa này mang đến một hương thơm tươi mát, xanh tươi với những nốt hương trái cây nhẹ nhàng. Ngoài hương thơm tuyệt vời của mình, hoa nhài còn có nhiều lợi ích và công dụng cho sức khỏe và tinh thần. Tinh dầu hoa nhài được sử dụng trong liệu pháp hương thơm để giảm căng thẳng và lo lắng. Hoa nhài cũng được biết đến với đặc tính kích thích tình dục, giúp tăng cường ham muốn và cải thiện đời sống tình dục. Hoa nhài cũng được sử dụng trong mỹ phẩm để dưỡng ẩm và chống lão hóa. Tinh dầu hoa nhài giúp nuôi dưỡng cho làn da và ngăn ngừa dấu hiệu lão hóa. Hoa nhài thường được sử dụng trong các sản phẩm chăm sóc da như kem và huyết thanh, cũng như trong các sản phẩm chăm sóc tóc để thúc đẩy sự phát triển và bóng mượt của tóc. Cuối cùng, trong việc sản xuất nước hoa, tinh dầu hoa nhài thường được pha trộn với các tinh dầu khác để có thể tạo nên một hương thơm độc đáo. Các nhà điều chế nước hoa sử dụng sự sáng tạo và chuyên môn của họ để pha trộn những nốt hương khác nhau để tạo nên một mùi hương hài hòa và cân bằng. Hương hoa nhài thường được sử dụng để kết hợp với các nốt hương hoa khác, cũng như có thể kết hợp với các nốt hương trái cây hoặc hương cây. Hoa nhài thường được biết đến với mùi hương quyến rũ, gợi cảm, thường được mô tả là mềm mại và ngọt ngào. Hương hoa nhài chứa các thành phần tạo mùi như methylchasmonay, góp phần tạo nên mùi hương đặc trưng của nó. Khi kết hợp với các mùi hương khác, hoa nhài có thể thêm chiều sâu và sự phong phú cho một loại nước hoa, tạo ra một hương thơm tinh tế và thanh lịch. Nước hoa hoa nhài thường được sử dụng trong nước hoa dành cho nữ, nhưng cũng có thể được sử dụng trong nước hoa dành cho nam để có thể tạo nên một chút gợi cảm và sự tinh tế.